đó là một cái cảm giác gì đó của em nói thiệt là cái cảm giác em like từ lúc 9 giờ rồi á, 9 giờ 10 nha, à 11 giờ 10 nha. Nói chung là em có cái cảm giác, nhưng mà cái anh mặt khỉ nói chung là rất là quen. Hồi nãy em có nhắc đến em không biết, nhưng mà em cảm thấy rất là quen, mà em không biết là ai hết, cảm giác rất là quen luôn. Cười chê người ta xấu mà cứ kêu người ta cười. Sao lâu vậy rồi mà vẫn ngốc vậy? 6 năm rồi. Cái gì? Cái gì đang xảy ra đây giờ? Cái gì 6 năm? Từ. Bây giờ là em 22 tuổi. Một mà rớt xuống top 3 vậy. Mọi người ơi, nãy giờ quên. Top 1 của tôi. À, top 1 của Trang. Cái gì mà 6 năm? Cái gì? 6 năm trước. Ừ, ngồi cứ nói xàm. Cái gì? 6 năm trước đi học vẫn vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, không bớt dễ thương được à? Từ 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 từ. Từ từ. Trang 22 tuổi. Có lộn gì trời, có lộn gì vậy? Anh có bồ mời đi anh. Bây giờ anh quất một cái con bồ mời. Anh đừng có nhấp như vậy, anh đừng có nhấp như vậy, không có trúng. Bỏ đi. Không cho em biết anh là ai đâu. Tôi nghĩ, wow. Ủa, có bồ 99 mà. Em tưởng anh tặng bao nhiêu mà anh được 250 chứ, anh tặng có bồ 99 mà anh được 250 là anh lỗ rồi. Lỗ sắp mỏ luôn. Nói chung á là em không biết. Em chỉ nói là em cảm giác là anh mặt khỉ là người gì đó rất là thân quen với em thôi. Không phải là thân quen mà nhìn có quen quen á. Nói chung là đã từng nói chuyện rồi hay sao. Còn anh mà nói nhắc đến 6 năm trước thì chắc chắn là không có rồi. Không có. Làm gì có. Làm gì có cái chuyện. Thế chứ. Anh ghẹo thôi, biết ngay mà, biết ngay là ghẹo mà. Anh có gia đình mà anh cứ ghẹo em hoài.